Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay tiếp tục với chương trình tiếng Anh của mình, chúng ta sẽ vào cái bài cuối cùng các bạn nhé. Đó là bài 16, Unit 16, Man and the Environment. Đây là một bài rất là hay các bạn ạ. Bài này chúng ta hiểu là con người và môi trường. Và trong bài này chúng ta sẽ bắt đầu với phần A, Animals and Plants, là động vật và thực vật. Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu phần thứ nhất của phần A này, là chúng ta lắng nghe và lặp lại. Mình sẽ hướng dẫn các bạn nghe, sau đó lặp lại rồi mình hướng dẫn các bạn hiểu nhé. Bây giờ mời các bạn. Man and the Environment, page 156. Section A, Animals and Plants. 1. Listen and repeat. Some rice. A lot of rice. A little rice. Some eggs. A lot of eggs. A few eggs. Rồi, như vậy là các bạn đã vừa được nghe xong người ta nói rồi, các bạn lặp lại. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn hiểu rồi mình nói, mình lưu ý một vài chỗ các bạn nhé. Đây là một ít gạo này các bạn, một ít gạo, một ít cơm. Some rice, nhớ âm cuối này. Tí nữa sang phần các cái phần luyện nói mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn nhé. Một ít gạo, nhớ một ít gạo là không có đếm được, cho nên là chúng ta không có ghi cái chữ S sau này các bạn nhé. Mặc dù đây là số nhiều, một ít gạo này chứ không phải là số nhiều, mà là mặc dù nó đi sau chữ some này, nhưng chữ gạo này là bản thân chúng ta không đếm được, nó là danh từ không đếm được, cho nên không có chữ S các bạn nhé. Trong này là một rất nhiều gạo, a lot of rice nha các bạn nhớ nha. Nhiều gạo cũng vậy, không có S các bạn nha. Một ít gạo, a little rice. Đó các bạn ơi, đây là một nhì một số. Cái này là ít, một ít thôi, ít hơn so với cái này. Được chưa các bạn? Đó, tất cả đây là gạo này đều là không đếm được, cho nên không có S các bạn nha. Rồi tương tự như vậy, là tương tự nhưng nó ở dạng từ khác, nghĩa là một ít trứng. Lúc này trứng là đếm được, cho nên phải có chữ S này các bạn nha. Nếu đếm được là một quả trứng, hai quả trứng, ba quả trứng, vân vân. Là một ít trứng, some eggs. Rồi, nhiều quả trứng, a lot of eggs. Đó, nhớ có S này, bởi vì trứng là đếm được, gạo không đếm được. Các bạn cứ nhớ như vậy cho mình. Sau này vào những cái video chương sau mình sẽ nói nhiều hơn. Và một vài quả trứng, a few eggs. Đó, như vậy là chúng ta đã hiểu được một vài nét cơ bản rồi. Bây giờ mời các bạn luyện nghe ở phần sau này, rồi sau đó mình sẽ trả lời, nghe rồi đọc, rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn trả lời 5 cái câu hỏi của người ta. Sau khi chúng ta nghe, chúng ta đọc, sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn trả lời 5 câu hỏi này nha. Rồi, bây giờ mời các bạn nghe, rồi sau đó mình hướng dẫn các bạn đọc hiểu luôn. Mr. High is a farmer. He has some paddy fields and he produces a lot of rice. Near his house he has a small field and he grows a few vegetables. He also has a few fruit trees. They produce a little fruit. Mr. High has some animals. He has two buffalo. They plow the paddy fields and pull a cart. He has a few cows. They produce a little milk. He has some chickens. They produce a lot of eggs. He also has a dog and two cats. Questions. A. How much rice does Mr. High produce? B. Does he produce any vegetables? C. How much fruit does he produce? D. How much milk do his cows produce? E. How many eggs do his chickens produce? 6. Rồi, như vậy là các bạn vừa được luyện nghe và các bạn đọc rồi, một bài đọc hiểu đó, một bài nghe hiểu đó, và các bạn cũng được nghe người ta hỏi 5 câu hỏi như vậy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn hiểu cái bài đọc này, rồi sau đó mình sẽ giải quyết các bạn nha. Ông Hải là một nông dân. Đây là nông dân này các bạn này. Ông Hải này là một nông dân. Ông ấy có một ít cánh đồng lúa và ông ấy sản xuất ra, ông ấy làm ra nhiều lúa gạo. Gần ngôi nhà của ông ấy, ông ấy có một cánh đồng nhỏ và ông ta trồng một cánh đồng nhỏ đó, mảnh đất nhỏ, cánh đồng nhỏ đó, và ông ta trồng một vài rau quả đó các bạn nha.
Có nghĩa là gần ngôi nhà của ông ta thì ông có một cánh đồng nhỏ gần ngôi nhà của ông ta, và ông ta trồng một vài rau rau quả. Bên cạnh trồng lúa gạo nè, thì có trồng rau hoa quả này, rau quả nè. Và ông ta cũng có một vài cây ăn trái. Đó, cây ăn trái. Chúng là những cây ăn trái đó. Chúng cũng ra rất một ít quả trái cây cho ông ta. Đó, những cây ăn trái này các bạn nha. Đó, đó là toàn bộ cái đoạn đầu, là ông ta vừa có cánh đồng lúa, trồng lúa gạo này, trồng rau này, trồng cây ăn trái này, vân vân. Đó, đó là cái đoạn đầu nói về ông Hải. Đoạn 2 này các bạn nè. Đoạn thứ hai này. Ông Hải có một vài động vật, một vài con vật. Ông ấy có hai con trâu. Chúng cày bừa trên đồng lúa của ông ấy, và chúng kéo xe đó các bạn. Ông ấy có một vài con bò. Chúng sản xuất ra một ít sữa cho ông. Đó, có vài con bò sản xuất ra ít sữa cho ông. Và ông ấy cũng có một ít con gà. Chúng đẻ trứng rất nhiều cho ông. Và ông ấy cũng có một con chó và hai con mèo. Đó, như vậy là các bạn vừa đọc được hai cái đoạn này. Rất là hay đúng các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn trả lời từng câu một các bạn nhé. Rất là dễ thôi các bạn, không có gì khó cả. Đầu tiên là có bao nhiêu gạo mà ông Hải sản xuất được, ông Hải làm ra được. Vậy thì mình hướng dẫn các bạn làm luôn trong này luôn các bạn nha. Đó, 5 câu luôn. Ông Hải sản xuất được rất nhiều lúa gạo đúng không nào? Có bao nhiêu lúa gạo thì mình trả lời là ông Hải sản xuất ra được rất nhiều lúa gạo. Các bạn để ý này, chỗ này phải có S. Bởi vì sao các bạn nhớ chưa? Các bạn nhớ lại thì hiện tại chưa? Cái động từ sản xuất này, làm ra này, đây là nó đi với ngôi số 3, số ít này. Các bạn nhớ chưa? Đó, he, she, it, tèo, trí, mẹ, tôi, má, tôi, rồi bố tôi, đó, vân vân. Thì động từ phải thêm S và ES, đúng không các bạn? Nhớ chưa? Trường hợp thêm ES như thế nào là các bạn biết rồi. Đó, và trường hợp thêm S, nếu bạn nào quên thì các bạn có thể hỏi mình sẽ trả lời sau cho các bạn nha. Rồi, ông ấy sản xuất ra rất nhiều lúa gạo, nhớ. Lúa gạo chỗ này mặc dù nhiều lúa gạo nhưng gạo này không có đếm được cho nên không có S, nhớ chưa các bạn nha. Rồi, a lot of, nhớ nha, nhớ ba từ này đi liền với nhau. Rồi, đó là chúng ta đã trả lời cho câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là sao? Ông ấy có làm ra nhiều, ông có sản xuất ra nhiều hoa quả không, rau quả không? Có chứ các bạn, đúng không nào? Đúng, trong bài nói rất rõ là có. Yes, he does. Nhớ nha. Mình, người ta hỏi mình là does này á, does he, thì mình phải là he does, nhớ chưa? Khi đây là câu trả lời, nhớ này, đó, câu trả lời đó. Cái này, người ta hỏi hồi ngôi số 3, số ít là buộc phải dùng trợ động từ does, đúng không các bạn? Nhớ cái kiến thức cơ bản này nha. Rồi, đến câu số 3 này. Ông ấy sản xuất ra bao nhiêu trái cây? Đó, nhiều trái cây không? Đó, câu này không phải là bao nhiêu, là nhiều trái cây không? Đó, các bạn nhớ này, cái chữ how much này nó đi với danh từ không đếm được này các bạn nha. Đó, trái cây không đếm được này, các bạn thấy chưa? Ông ấy sản xuất ra nhiều trái cây không? Thì mình trả lời, ông ta sản xuất ra bao nhiêu trái cây? Mình trả lời là ông ta sản xuất ra được một ít trái cây. Đó, các bạn nhớ nha. Lúc này ta dùng a little là một ít trái cây. Lúc này trái cây không có đếm được cho nên không có S và a little. Chứ còn nếu mà là một ít mà đếm được á, là a few. Tí nữa sang những phần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn chỗ này. Tại sao lúc thì a little cũng là một ít, lúc thì a few cũng là một ít nha. Tí nữa mình sẽ nói rất kỹ, nếu các bạn tí nữa các bạn gặp các video tiếp theo theo các bạn sẽ, mình sẽ nói rất kỹ chỗ này. Rồi, trong câu này các bạn chỉ cần nói là ông ta sản xuất được một ít trái cây thôi là được rồi. Đây, có S, động từ sản xuất này, được chưa? Ngôi số 3, số ít này, thấy chưa? Rồi, đó là câu số 3. Và câu số 4 này các bạn, những con bò của ông ấy, các bạn thấy chưa? His này, những con bò của ông ấy sản xuất ra nhiều sữa không? Đó, nhiều sữa không? Vậy thì trong bài thì những con bò ông đã sản xuất ra một ít sữa thôi các bạn ạ. Đây, những con bò của ông ấy lúc này đóng vai là they, là chúng á, chúng nó đó, họ đó, ông không dùng họ được mà chúng nó là những con bò đó, sản xuất ra một ít sữa. Đó, sữa là không đếm được cho nên là a little. Và sản xuất này là không có S, bởi vì sao? Bởi vì đây là they, không phải là ngôi số 3, số ít. Đi với đây là động từ này không thể có S hoặc là ES được. Các bạn hiểu chưa? Các bạn hình dung được chưa? Đó, nhớ nha, nhớ là kiến thức cũ nha. Chỗ này thì quá quen thuộc rồi, các bạn mình sẽ không mất nhiều thời gian các bạn chỗ này nữa. Được chưa các bạn? Nó thì trong bài nó rất rõ đúng không nào? Rồi, câu cuối cùng.
là những con gà của ông ấy. Đó, các bạn thấy chưa? Sản xuất ra bao nhiêu quả trứng? Đó, bao nhiêu quả trứng? Thì lúc này, how many trứng đếm được? Phải dùng how many. Sữa không đếm được, phải dùng how much. Trái cây không đếm được, phải how much. Đó các bạn nha. Đó, nhớ này. Đó, bao nhiêu. Thế thì nhiều không? Những con gà của ông ta sản xuất như nào? Đây, những con gà của ông ấy sản xuất rất nhiều trứng. Đó, a lot of eggs. Đó. Và những con gà của ông ấy là số nhiều này. Những con gà của ông ấy này. Thì động từ lúc này không được thêm s. Nhớ chưa? Đó, các bạn hình dung được chưa? Rất rõ đúng không? Rất dễ hiểu các bạn ha. Đó. Như vậy là chúng ta cũng đã giải quyết xong hai câu, hai phần của phần A, hai câu của phần A, câu 1 và câu 2 của phần A, Animals and Plants. Và hy vọng các bạn thích video này và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta cập nhật thêm nhiều video hay các bạn nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Hẹn các bạn vài phút nữa để chúng ta bắt đầu với câu số 3 và những câu tiếp theo. Chào các bạn.